Em chia sẻ với chị em làm cái nút này luôn. Thì cái nút này thì nó cũng tương tự như cái nút lúc nãy nha mấy chị. Nhưng mà cái này để chút em tra lên luôn cho mấy chị coi. Bây giờ mình làm xong rồi mình hãy tra nút nha. Đây thì cái cọng dây chị em mình may, mình thích cái cọng dây này lớn thì mình may lớn nha, còn mình thích nhỏ thì may nhỏ. Ở đây là em may non một phân rồi, xong chị em mình đầu tiên cũng muốn dằn đường chỉ thì mình dằn hai bên, không dằn cũng được. Ở đây là em không có dằn đường chỉ, rồi mình cột gút giữa lại giống như hồi nãy luôn, y như hồi nãy, không khác gì hết ha. Chị em mình cứ cột nó gút lại, mình cột giống như cái dây mình cột những cái đồ bình thường của mình đó mấy chị. Mình cột gút lại một cái, mình tạo cái dáng cho cái nút của mình. Cái vải nó mềm, mình kẹp mà mình cột mạnh tay là nó sẽ bị dẹp xuống luôn nha, cho nên mình cột mà mình nương 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 tay nó cho nó đẹp ha. Mình cột mình nương tay nó. Rồi sau khi mình cột xong, chị em mình cột rồi lần lại cho nó lại ngay giữa nha. Cái này em cột nó bị lệch qua bên rồi nè, mình gút nó lại cho nó nằm ngay giữa, chia đều hai bên. Đây ha mấy chị, mình cột ngay giữa rồi. Chị em mình co cái phía bên đây lại, mình co lại đây nè, chị em mình kê thẳng ra nè, mình đừng có nhập đôi xuống như vậy nha. Nè mình nhập đôi xuống như vậy nó sẽ thành cái nút bình thường. Mình để như vậy nè, mình co nó lại, mình co nó lại rồi mình giấu phía dưới. Mình thấy nó dư cọng dây ra bao nhiêu đây, mình thấy vừa ý thì mình kết, còn mình chưa vừa ý thì mình kéo cho nó dài ra ha. Dài ra thì chị em mình lúc mà mai làm đây này, mấy chị chưa cọng dây dài ra nó dài ra. Rồi em lấy chỉ em kết lại thôi à, chứ không có gì hết nha mấy chị. Rồi mấy chị để cái chân nút vô đây, mấy chị kết lại. Mấy chị bỏ vô trong đây cũng được nữa nè, bỏ vô trong thì nó kín hơn. Mình bỏ vô trong đây cũng được, mình kết nó lại ha. Mà thường mình kết đại ở ngoài đi, nó không có cần gì hết, tại vì này nó bề trái nha. Để em kết lại. Dừng camera cho tôi xỏ kim cái mới được nha. Rồi mình kết một bên xong rồi, bây giờ còn bên còn lại chị em cũng kết y như vậy nha. Đây chị em cũng cái vải nhớ là đừng cớp xuống nó thành nút thường nha. Mình để như vậy, mình xoay nó luôn. Rồi chị em mình cứ kết cái miếng còn lại cho nó bằng bên kia. Đây ha, em kết cái phần còn lại luôn. Mấy chị em mình kỹ thì mấy chị em mình nhớ là cắt ra để mình hơ lại nha, cho nên đừng có bị bung cái phần dư á. Cái sợi dây này lúc nãy là em cắt 18 phân đó mấy chị, 20 phân tới 10, 18 tới 20 phân nha. Mình cắt 20 nó dài thì chút mình bỏ cũng được, mà sợi dây càng lớn thì mình cắt càng dài ha. Mình kết xong mình giấu mối chỉ là được. Chị em mình thắt nút thiệt thì càng đẹp nha. Thắt nút thì em có hướng dẫn chị em mình thắt nút rồi, ở trên cái áo bà ba cổ tim của mình em có hướng dẫn cách thức thắt nút. Nhưng mà trong tương lai em có thời gian thì em sẽ hướng dẫn cái cách thắt nút tiếp theo. Nó có nhiều cách thắt lắm mấy chị. Rồi bây giờ tạm thời mình đã tạo dáng cho cái nút của mình rồi ha. Bây giờ mình tra nút như thế nào? Thì tại vì cái áo này thì mình tra nút rồi,
đây ha, mình tra nút rồi à. Nếu như mà mình tra lên đây nữa đó thì nó tùm lum quá. Bây giờ em giả sử như ở đằng thân sau này đi, làm là cái đường ráp này là đường mình tra nút nha mấy chị. Rồi mình tra lên đây nhìn thấy không Vinh? Tôi con nhìn thử con thấy rõ không? Nếu dạ, con không thấy rõ là tôi tra ngoài. Dạ thấy thế, nhưng mà nó đâu để tiệp tôi màu. nhìn thử coi. À tiệp màu, để em lấy màu trắng em tra cho thấy rõ nha mấy chị. Bây giờ giả sử đây là cái phần thân áo để mình tra nút nha. Ở đây là đường xẻ giữa của mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ tra nha, mình sẽ tra cái nút nằm đây. Đây ha mấy chị. Rồi trước tiên thì chị em mình sẽ canh cho nó ngay. Chị em mình kết kim may tay cũng được mà may mái cũng được, nhưng may tay nó sẽ ok hơn ha. Mình lấy kim may tay mình kết vô. Mình kết cái nút vô ở ngay giữa ha. Em đang giả sử ở đây là cái thân áo nha. Rồi mấy chị cứ kết cái nút vô, kết vô bề trái nè. Kết giấu trong bề trái. Rồi mình kết xuống cái thân áo của mình. Hôm nay xài thân áo giấy. Rồi ha, chị em mình kết hai dấu là được rồi. Tại vì nút này mình đâm nút chết luôn cho nên là mình không có tháo ra tháo vô. Rồi ha, giả sử như là mình kết bằng bằng kim tay, mình kết ở khoảng giữa của cái nút rồi. Rồi phần còn lại ha, chị em mình cử phần còn lại nè. Chị em mình trải cho nó ngay. Xếp mũi tên cho ngay rồi mình may ngay mũi tên ngay chính giữa nè mấy chị. Mình may mũi kim cuối cùng là nó nằm ở cuối cùng của miếng vải thôi nha. Rồi xong chị em mình sẽ may ngang đây. Cái phần ngang đây chị em mình may tới ở ngoài luôn cũng được, mà chị em mình may ở trong cũng được nha. Để em may ra ngoài luôn. Chị em mình chỉ cần kết một chút ở trong này cũng được nè. Để em cắt chỉ luôn. Rồi bên này cũng y như vậy ha. Chị em mình xếp cho nó thành cái hình mũi tên. Rồi mình may ở giữa một đường. Thực ra là mình may đường ở giữa là nó đã dính rồi đó. Còn nếu mà vải mềm á thì chị em mình muốn may dấu chỉ luôn á, thì dấu chỉ luôn thì chị em mình sẽ hé này lên nè, chị em mình may cái góc tam giác xuống là dấu chỉ à. Đây nè ha, em đang may nè. Để em may xong rồi hồi em bung bề trái cho chị em mình nhìn. Đây cái phần bên màu vàng là em may bề trái không, em không may bề mặt nè. Đây để em cắt chỉ mấy chị em mình xem. Mình may cái mũi tên trong bề trái nè. Nè, mình may trong bề trái, nè mình hé nó lên nè mấy chị. Cũng như mình xếp nó nằm ngay đâu thì mình may ngay đó, nhưng mình may trong bề trái, hoàn toàn không thấy đường chỉ. Còn bên này thì mình kết đường chỉ bề mặt, cho nên chị em mình thích may kỹ thì chị em mình giấu chỉ. Còn ở đây chị em mình muốn may ngang từ bên phải qua bên trái luôn cũng được. Bây giờ để em tra thêm một cái nữa nha. Đây em tra thêm một nút nữa. Cũng y như vậy ha, bây giờ em tra luôn. Mình tra ở chính giữa trước.
Mấy chị em mình tra thẻ dây nịt mà tra cái kiểu này cũng rất là đẹp luôn. Tra cái thẻ dây nịt mà cái một đầu vuông, một đầu tam giác như vậy nó cũng rất là ok. Đây, chị em mình nhìn nó có các cái cách tra khác nhau. Ở bên đây là mình tra không thấy đường chỉ. Ở bên đây là thấy đường chỉ ngang. Ở bên đây là chỉ thấy có một chút đường chỉ thôi. Thành ra là chị em mình muốn tra làm sao cũng được. Rồi ha, đây chị em mình thích tra kiểu nào thì tra kiểu đó, thì mình tra như vậy cho nó hết cái áo mình cũng rất là ok. Rồi còn một cái phần phụ nữa thì mình chia sẻ luôn ha. Một cái phần nữa là mình trang trí cổ. Ở đây cái dây để mình gút mình viền cổ. Nếu chị em mình thích mai cái cổ kiểu một chút thì mình viền lên cái cổ. Đây ha, mình trang trí mình viền lên cổ, hoặc là chị em mình không viền lên cổ, chị em mình viền lên thân áo cũng được, không có bắt buộc là phải viền cổ. Đây thí dụ như chị em mình viền lên thân áo nè, nó dễ thương lắm, nhưng mà có điều nó mất thời gian của mấy chị thôi à. Nè mấy chị làm cái sợi dây dài, mấy chị viền hết một cái cổ áo nó rất là đẹp luôn. Đây ha, mình viền vòng ra cổ sau luôn cũng được, còn mình viền từ đường ráp cũng được, rồi mình viền theo vòng cổ, mình viền theo đường gài nút của mình luôn, hai bên cũng vẫn đẹp ha. Còn nếu mà chị em cứ làm cái phần đô này không cũng được, chị em mình lúc chưa vô tay chị em mình tra ngang nó cũng được ha. Còn cái này chị em mình viền lai tay thì càng đẹp. Rồi cái sợi dây này mình làm như thế nào thì sợi dây này rất là dễ nha mấy chị. Đây mấy chị cứ may một sợi dây, mấy chị lộn lại cũng may vải ngang được rồi ha. Đây cái sợi dây chiều ngang của mình là non 2 phân, chị em mình may 2 phân cũng được, muốn thích hơi lớn hơn thì may lớn hơn 2 phân rưỡi cũng được, mà thích nhỏ thì may nhỏ lại ha, thích lớn thì may lớn, thì cái đây là non 2 phân một tí. Rồi chị em mình cũng may y như cái cách làm nút của mình nè, để em bung ra cho chị em mình nhìn. Nè chị em mình thấy không, thấy em may không, cái này may tại em rút lại rồi thì nó bị méo 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 đó, chứ mình bung ra nó vẫn thẳng nha mấy chị. Miếng vải hoàn toàn thẳng rồi, mấy chị em cứ may lên như vậy, mà may một bên thì xuống mí nhiều, một bên chừa lại nhiều ha. Cái này em chừa lại hơn 5 ly nè, bên chừa lại nè. Rồi khi mà mình may xong thì mình gút nó lại, mình gút cái chỉ lại thì nó sẽ có cái hình dáng như vậy. Rồi chị em mình cái này rất là dễ nha, chị em mình có thể may một sợi dây giống y như vậy, nhưng mà một đầu vậy nè là non 2 phân, một đầu nhiều hơn là 3 phân rưỡi, tức là cộng dây một đầu lớn một đầu nhỏ. Rồi chị em mình sẽ làm bông rất là đẹp. Đây hen, rút lại rồi. Rồi chị em mình cứ xoắn vòng tròn nè. Mình cứ xoắn vòng tròn, mình cứ làm một cái hoa nó rất là dễ thương luôn. Đây chị em mình giả sử là làm cái hoa bay lớn đây ha. Để em che cái phần này lại mình mới nhìn ra cái bông được. Nè mấy chị nhìn thấy nó ra cái bông rồi nè. Ha. Rồi mấy chị muốn làm cái bông cái cánh nó lớn nhỏ thì mình làm một cái cọng dây một đầu lớn một đầu nhỏ. Đầu nhỏ chị em quấn ở trong, đầu lớn chị em xoay ở ngoài, nó sẽ thành cái bông to hơn ha. Mình làm cái thao tác y như vậy thôi. Rồi cái sợi dây này là mình viền luôn cho cái áo đô rời nha. Cái này chị em mình may cái áo dây. Chờ em chút xíu xíu.
con dừng cái camera dùm tôi xíu. Rồi giả sử như mình may áo đô rời nha. Cái áo này là cái áo kiểu nha mấy chị. Mai mốt thì sắp tới đây em sẽ lên, em hướng dẫn chị em mình một cái chiếc áo kiểu cho các cô lớn tuổi nha. Cái này mình may cho cái áo lẻ nhưng mà áo áo công sở cho mấy cô lớn tuổi nha. Đây, ở dưới like nó có bo dây thun. Cái bo dây thun dưới like. Rồi chị em mình may áo cổ tròn cũng được, hoặc may áo cổ trụ, hoặc may áo có bâu cũng được nha. Áo sơ mi cũng được. Cái áo này form rộng, cái tay cũng vậy, cũng dúng bo thun ha. Cho nên là sắp tới thì em sẽ chia sẻ cái mẫu này tiếp tục cho mấy chị em mặc đồ kiểu, học đồ kiểu. Rồi cái phần mà cái dây dúng lúc nãy em nói đó ha. Em giả sử là áo đô rời. Em giả sử là áo đô rời nha. Bây giờ em xin phép em vẽ sơ một cái nha. Em ở đây là mình thí dụ thôi nha. Mình mượn cái áo này để mình thí dụ. Bây giờ là mình tình trạng là mình may cái áo cổ vuông nha. Đây tình trạng là mình may cái áo cổ vuông. Thì chị em mình muốn viền. Thì chị em mình muốn viền cái đường viền nè. Mà mình dúng cái bèo mình viền thì nó bị bật ra. Thì chị em mình sẽ may giải. Mình làm y như vậy. Rồi chị em mình viền lên. Đây chị em mình viền lên. Mình may một đường may ngang dính luôn cũng được. Mình viền ngang chỗ cái phần mí đô mình nè. Thì nó đứng vững luôn. Nó kiểu mà đứng vững luôn, nó không có bị sụp xuống. Chị em mình cắt miếng vải 3 phân thì chị em mình làm nó to hơn ha. Miếng vải này có 2 phân à. Thì chị em mình viền ngang cái đô nó rất là ok. Còn nếu mà chị em nào muốn viền cái cổ thì chị em mình viền ở ngoài này cũng đẹp. Mình viền ở ngoài nè. Nè mấy chị thấy không? Nè, em giả sử như là cổ tròn mình nè, mình vẫn đơm hai nút nè. Mà mình viền cái này ở bề ngoài, ở phía ngoài thì nó dẫn cho chị em mình một cái kiểu áo nữa, một cái kiểu cổ nữa ha. Đó, còn mình muốn viền nó xuống luôn thì mình tạo dáng tim cho nó. Đây nè mấy chị, chị tạo dáng xuống thì mấy chị viền cổ tim lên thì mấy chị vẫn đâm nút được. Cái đường này nó rất là dễ viền. Mấy chị muốn cho nó dễ thương, cho nó nổi một chút thì mình kết cườm, kết đá lên ha. Còn thôi mình may chết dính một đường cũng được. Mà chị em mình muốn may sát ở trên cổ cũng được. Sát ở trên cổ thì mình sẽ may như thế này. Chị em mình may nó nằm bề trong. Trong nẹp của mình thì nó le ra một chút, nó vẫn đẹp. Mình may trong nẹp rồi mình cho nó le ra một xíu ha. Cho nên là có cái một cái sợi dây viền mà mình làm kiểu nó rất là dễ thương. Còn hoặc là chị em mình làm hai cái đường xếp ly của mình nè. Thay vì chị em mình xếp ly xuôi rồi, chị em mình xếp nó vô đây nè. Chị em mình che nó vô đây nè. Nó chỉ có le ra một xíu thôi. Nó dễ thương lắm. Đây mấy chị dằn vô trong đây thì nó cũng sẽ thành cái ren cho mình. Đây ha, để em bỏ vô trong rồi cho chị em mình nhìn thấy cái hiệu ứng. Đây ha, chị em mình làm cùng một màu rồi chị em mình may lên, may tới cổ luôn. Tại cái này may xong rồi em chỉ giả sử thôi nha. Ở trên nó kẹt cái nút cho nên em không có chen vô được. Đây ha, rồi chị em mình cứ chen nó vô, chị em mình may dính vô rồi chị em lại xếp nhiều cái ly nhỏ ra thì nó cũng vẫn dễ thương. Cho nên là cái này chị em mình trang trí nhiều lắm, nhiều kiểu lắm. Rồi còn cái phần này thì mai mốt em chia sẻ tiếp. Cái phần này là cái phần dựng cho cái vai áo. Cái phần này dựng cho cái vai áo là dựng để làm chi? Là như vậy nè mấy chị. Để em lấy cái tay áo, cái tay áo này đi. Tại vì cái tay áo này nó, cái tay áo này nó giống ít. Cái tay áo này cho người lớn giống ít ha. Để em lấy cái tay cho bạn trẻ đi. Đây ha. Cái tay áo này thì chị em mình may thông thường giải lụa mềm nó sẽ rủ xuống. Chị em muốn may cho nó đứng cái vai lên. Đây nè ha. Muốn cho đứng cái vai lên thì mình may một cái miếng dựng vai. Chị em mình sẽ tra vô đây. Sẽ tra vô đây. Thì khi mà mình tra vô đây xong. Đây ha, thì khi mình mặc á là cái vai mình nó sẽ dựng lên một chút. Nó sẽ dựng cái vai lên. Thì tùy theo cái mẫu áo mà em chia sẻ nha.
Bây giờ cái này thì tạm thời em chỉ nói rồi mai mốt tới cái tay áo mà cái dúng nhiều nó dựng vai thì em sẽ chia sẻ cái cách để dựng. Rồi mình kết thúc video ha. Cái video nếu nó dài thì em sẽ cắt ra. Rồi dừng Vinh ơi.